từng là loại cây hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên, do quá trình phát triển xã hội, ngay cả ở những vùng nông thôn cũng phá bờ xây tường, nên nó không còn độ phổ biến như trước. Rất ít người biết cây cúc tần có nhiều tác dụng chữa bệnh tuyệt vời. Hãy đọc bài viết này để vận dụng. Cây cúc tần, hay theo cách gọi dân gian, Phật phà, cây lứt, cây từ bi thuộc nhóm cây bụi, có thân cao từ 1m đến 2m. Cành cúc tần nhỏ, mảnh, có lông sao nhẵn. Lá có mép hình khé răng, màu lục xám, mọc xo le và gần như không có cuống. Hoa mọc thành cụm ở ngọn, hình đầu có màu tím nhạt. Cây có mùi thơm, toàn thân có lông tơ và cho ra quả nhỏ ở cạnh. Trên cây cúc tần thường có dây tơ hồng sống ký sinh. Thành phần của cây cúc tần: lá cúc tần chứa axit chlorogenic và tinh dầu. Thành phần lá tươi gồm có 5,7% protein, 15mg% vitamin C, 1% lipid, 4,6mg% carotene, 5,1% cellulose, 2,3% tro, 197mg% canxi, 5mg% Fe. Cây cúc tần mọc hoang có nguồn gốc từ Malaysia, Ấn Độ, chủ yếu được trồng ở vùng đồng bằng làm hàng rào che chắn. Ở nước ta, tại các vùng Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, cúc tần mọc hoang rất nhiều. Người ta trồng cúc tần bằng cành vào mùa xuân, mùa thu và thu hái vào mùa hè, mùa thu để làm thuốc. Cây cúc tần có tác dụng gì? Kết quả nghiên cứu y học cho thấy cây cúc tần có tính ấm, thơm, cay và vị đắng, công dụng lợi tiểu, tiêu ứ, sát trùng, hỗ trợ tiêu hóa, tán vòng hàn, tiêu độc và ăn ngon miệng. Người ta thường dùng cúc tần chữa đau lưng, thấp khớp, chấn thương, nhức xương, nhức đầu, cảm sốt không ra mồ hôi. Cây cúc tần có tác dụng gì? Bí quyết chữa dứt điểm hôi miệng chỉ với 2 phút mỗi ngày. Để giải đáp câu hỏi cây cúc tần có tác dụng gì, người ta cùng đi tìm hiểu công dụng cũng như những bài thuốc chữa bệnh từ loại cây này. 1. Cây cúc tần chữa nhức đầu, cảm sốt. Dùng 18g lá cúc tần, 9g lá xẻ và 9g lá chanh, mang sắc thuốc uống lúc nóng. Phần bã cho thêm nước vào đun sôi, dùng để xông. Cũng có thể kết hợp với lá hương nhu và lá bàng, sắc thuốc uống chữa cảm sốt. 2. Cúc tần chữa đau lưng, mỏi lưng. Cành non và lá cúc tần mang giải nhiễn, xào nóng với rượu, đem đắp vào vùng lưng bị đau. 3. Cây cúc tần làm mau lành vết thương. Dùng lá cúc tần đã giải nhiễn đắp vào vùng vết thương, bầm dập sẽ mau lành. 4. Cúc tần trị thấp khớp và đau nhức xương. Dùng 15-20g rễ cúc tần sắc nước uống trong một tuần, giúp trị thấp khớp và đau nhức xương. Cũng có thể kết hợp với 20g rễ trinh nữ, 20g rễ bưởi buông, 10g cam thảo dây, 10g đinh lăng. 5. Cây cúc tần chữa đau đầu do căng thẳng hay suy nghĩ nhiều. Dùng 50g cúc tần, 100g đu đủ vừa chín tới, 50g hoa cúc trắng, xé nhỏ, 100g ốc lượng, cho 1 lít nước cùng cúc tần, đu đủ, hoa cúc trắng vào nồi đun sôi. Tiếp theo cho ốc lượng vào đun 20 phút nữa, cho như là ăn được. Ăn nóng trước bữa cơm, ăn liền một tuần, 2 lần trên ngày. 6. Cây cúc tần chữa ho do viêm phế quản. Dùng 20g cúc tần già, mang rửa sạch băm nhỏ, 3g gừng tươi sắc nhỏ, 2 nắm gạo, 50g thịt lợn nạc băm nhuyễn đem nấu cháo chín nhừ. Ăn nóng khi còn đói, ăn liên tục 3 ngày, ngày 3 lần sẽ đỡ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sáu loại quả không bao giờ nhập Trung Quốc, ăn mà yên tâm 100%. Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, có những loại quả Việt Nam không bao giờ phải nhập khẩu. Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết,
Kho quả Việt Nam tuy phong phú, đa dạng và hương vị rất thơm ngon, nhưng chúng ta cũng phải nhập khẩu từ nước ngoài về, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Có rất nhiều lý do phải nhập, như các loại hoa quả đó chúng ta không trồng được, hoặc trồng được rất ít do điều kiện tự nhiên. Ví dụ các loại quả ôn đới như anh đào, việt quất, táo tây, kiwi, lê, v.v. Do chênh lệch mùa vụ, khi ở Việt Nam loại quả đó chưa đến vụ, nhưng ở nước khác đã có xoài, nhãn, v.v. Song, có nhiều loại quả tươi mà Việt Nam trồng được với sản lượng cực lớn, đủ cung cấp cho thị trường trong nước, thậm chí xuất khẩu rất nhiều. Những loại quả này chúng ta cũng không phải nhập khẩu bao giờ. Dưới đây là những loại quả Việt Nam không bao giờ phải nhập khẩu. Vú sữa. Việt Nam hiện là nước duy nhất trên thế giới có vú sữa làm hoàng hóa xuất khẩu. Mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng đã cho phép nhập khẩu quả vú sữa của Việt Nam vào thị trường này, dự kiến bắt đầu từ quý 4 năm 2016. Hiện nay, có rất nhiều giống như vú sữa lò rèn, vú sữa nâu tím, vú sữa vàng. Trong đó, giống vú sữa lò rèn đặc biệt được trồng nhiều nhất bởi trái vỏ mỏng, sáng bóng rất đẹp, thịt trái nhiều, hương vị thơm ngọt, nhiều chất dinh dưỡng, được nhiều người ưa chuộng. Các quốc gia trên thế giới đánh giá rất cao chất lượng của trái vú sữa lò rèn ở Việt Nam. Những năm gần đây, để xuất khẩu ra nước ngoài, vú sữa Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn. Điều này đã được Hợp tác xã Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, Tiền Giang thực hiện thành công nhiều năm qua trên 55 ha vú sữa, cho năng suất 400 tấn trên một năm. Dưa hấu không phải loại quả độc quyền giống như quả vú sữa, song Việt Nam lại là nước trồng dưa hấu nổi tiếng với khá nhiều loại giống như Hắc Mỹ Nhân, Thành Mỹ Nhân. Dưa hấu được trồng ở khắp các địa phương trải dài từ Bắc đến Nam. Tuy nhiên, trồng tập trung nhất vẫn là ở vùng Hải Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Tiền Giang và Trà Vinh, v.v. Theo thống kê của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, sản lượng dưa hấu dự kiến năm 2016 vào khoảng 1,5 triệu tấn. Trong đó, tiêu thụ dưa hấu tại thị trường trong nước chiếm khoảng 80%, 20% còn lại là xuất khẩu. Với xuất khẩu, Trung Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm 85-90%. Hiện trên thị trường, dưa hấu được bày bán khắp các sạp chợ. Người dân có thể mua ăn dưa hấu quanh năm với giá tiền chỉ từ 10.000 đến 35.000 đồng một ký, tùy loại và tùy vào thời điểm. Thanh long. Sau dưa hấu, thanh long cũng là loại quả Việt Nam không bao giờ phải nhập khẩu, vì sản lượng thanh long của Việt Nam không những cung cấp đủ cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu đi một số nước trên thế giới với khối lượng lên đến 1,1 triệu tấn mỗi năm. Hiện có giống thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng được trồng phổ biến ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Tiền Giang, Long An. Vào mùa, giá thanh long tại vườn chỉ dao động từ khoảng 5 đến 10.000 đồng một ký, hoặc cao điểm thì khoảng 15.000 đồng một ký. Còn ở chợ, giá thanh long thường được bán ở mức 15 đến 45.000 đồng một ký tùy loại. Thời điểm dội chợ, giá bán lẻ chỉ còn ở mức 10.000 đồng một ký. Bưởi. Bưởi cũng là loại quả mà Việt Nam chỉ xuất khẩu, không bao giờ phải nhập khẩu. Không chỉ trồng một hai giống bưởi, Việt Nam có rất nhiều các loại bưởi nổi tiếng. Ví dụ như bưởi Nam Roi, bưởi da xanh được trồng rất nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bưởi Diễn ở Hà Nội rất nổi tiếng, thường xuất hiện vào dịp Tết Nguyên Đán. Bưởi đỏ Văn Luận ở Thanh Hóa, bưởi Đan Hùng ở Phú Thọ. Hiện trên thị trường tràn ngập các loại bưởi, giá cả cũng phụ thuộc vào tùy loại, tùy vào chất lượng. Đơn cử, tại chợ Hà Nội, loại bưởi quê có giá 20 đến 30.000 đồng một quả. Bưởi Nam Roi giá 40 đến 50.000 đồng một ký. Bưởi da xanh giá 100 đến 120.000 đồng một ký. Vải thiều. Vải thiều là loại quả không chỉ nổi tiếng khắp Việt Nam, loại quả ngọt thơm này còn được nhiều nước trên thế giới biết đến. Thế nên ở Việt Nam, chúng ta không bao giờ phải nhập khẩu vải thiều, dân có thể ăn thoải mái. Thủ phủ vải thiều Bắc Giang hiện nay có tới 30.000 ha, sản lượng ước đạt khoảng 13.000 đến 200.000 tấn mỗi năm. Còn Hải Dương cũng có khoảng 11.000 ha đất trồng vải thiều, cung cấp gần 40.000 tấn mỗi năm. Vào mùa hè, trên khắp cả nước từ đồng bằng đến thành thị, vải được bày bán khắp các sạp chợ với giá từ 60 đến 80.000 đồng một ký. Thời điểm đầu hoặc cuối vụ, vào thời điểm chính vụ, giá vải chỉ ở mức 15.000 đến 35.000 đồng một ký.
ngoài phục vụ nhu cầu trong nước, năm 2016, Việt Nam còn xuất khẩu 77.000 tấn vải thiều sang các nước như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Chuối, dù không có thế mạnh như dưa hấu, vú sữa, thanh long, bưởi và vải thiều, nhưng chuối cũng là loại quả Việt Nam trồng rất nhiều, tập trung chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, với các giống nổi tiếng như chuối tiêu hồng, chuối sứ, chuối sáp, chuối ngự. Số liệu từ Cục Bảo vệ Thực vật cho thấy, chưa tính lượng chuối tiêu thụ trong nước, riêng lượng chuối xuất khẩu mỗi năm ước đạt 40.000 tấn. Giá của loại quả này thuộc diện siêu rẻ. Thường thì một nải chuối tiêu hồng ở mức 20 đến 30.000 đồng một nải, chuối sứ 30 đến 40.000 đồng một nải, chuối ngự loại đắt nhất cũng chỉ 60 đến 70.000 đồng một nải. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu. Bạn đang lo lắng với tình trạng rụng tóc nhiều nhưng không biết làm cách nào để ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh hơn. Hãy yên tâm, bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu sẽ giúp bạn xóa tan nỗi lo đó, giúp mái tóc hồi sinh sức sống trở nên chắc khỏe và bồng bềnh hơn. Trong dân gian có rất nhiều bài thuốc chữa bệnh rụng tóc rất hay và dĩ nhiên không thể không nhắc đến thảo dược trị rụng tóc hiệu quả cỏ măng trầu. Cỏ măng trầu có tên khoa học là Eleusis indica, thuộc họ lúa, được gọi với nhiều tên như măng trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía, cỏ gián, cỏ bắc, cỏ vườn trầu. Theo y học cổ truyền, măng trầu có vị ngọt nhạt, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét. Có tác dụng chữa phong nhiệt, ghẻ lửa, mụn nhọt, mẩn ngứa, chữa đá dầm mỡ trẻ, chữa viêm tinh hoàn, tăng huyết áp và không thể không nhắc đến công dụng chữa rụng tóc, trị tóc bạc sớm khi nhắc đến cây cỏ này nhờ chứa axit cyanhydric là một vị thuốc mát thường dùng để nấu nước gội đầu làm trơn tóc, mượt tóc, ngăn rụng tóc. Bí quyết kích thích tóc mọc trở lại nhanh và trị rụng tóc hiệu quả bằng cỏ măng trầu có thể thực hiện theo hai cách sau. Hai cách trị bệnh rụng tóc hiệu quả bằng cỏ măng trầu. Cách 1. Dùng cỏ măng trầu. Lấy một nắm cỏ măng trầu tươi, lấy phần lá và thân tươi, bỏ bông và rễ. Sau đó đem rửa sạch, rồi cho vào nồi, đổ đầy nước, đem nấu cho nước xanh thì bỏ phần bã. Tiếp tục đun qua lại còn khoảng 1 lít là được. Để nước thuốc chữa rụng tóc này nguội, làm 3 lần, cách nhau ngày bằng cách. Gội đầu sạch bằng dầu gội đầu bình thường. Sau khi tóc khô, bạn lấy một chén nước cỏ măng trầu, dùng bông gòn bôi thấm vào chân tóc. Đợi đến khi chân tóc khô lại, tiếp tục thấm cho đến khi hết chén nước. Sau vài lần thực hiện, bạn sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện đáng kể. Đều đặn áp dụng, bạn sẽ giải từ vấn đề sớm mà thôi. Cách 2. Dùng cỏ măng trầu, hương nhu và bồ kết. Bạn cũng có thể nấu nước gội đầu trị rụng tóc bằng cách lấy cỏ măng trầu, hương nhu, mỗi thứ một nắm, đem rửa sạch, rồi cho thêm 2 và quả bồ kết nướng cháy vào nồi thêm nước đun. Đợi nước này nguội, đem gội đầu mỗi tuần 2-3 lần, sẽ thấy lượng tóc rụng giảm nhiều. Tóc cũng bóng mượt, suôn mềm và khỏe mạnh hơn. Thực hiện kiên trì một thời gian, bạn sẽ thấy lớp tóc mới mọc dài hơn. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị một nắm nhỏ cỏ ngũ sắc và khoảng 2 trái bồ kết khô, rồi đem nấu nước gội đầu để trị gầu, chống ngứa và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc hữu hiệu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ chỉ trong một tuần. Giải pháp thay thế cho những viên thuốc ngủ đang ngắt lại nhiều tác dụng phụ là dùng các bài thuốc nam với nguyên liệu quen thuộc trong cuộc sống. Dưới đây là bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ, chỉ cần kiên trì sử dụng một tuần sẽ mang đến cho bạn những giấc ngủ ngon.
Top 4 bài thuốc hay chữa mất ngủ. 1. Lá bồng nem. Lá bồng nem có chức năng như tên gọi của mình, dùng lấy lá gói nem, hạt được trồng để làm cảnh. Tuy nhiên, từ lâu đời, y học cổ truyền đã chứng minh trong lá bông có những hợp chất tác động lên hệ thần kinh trung ương, kích thích giấc ngủ. Lá bồng nem cũng có thể chế biến thành nhiều bài thuốc hay chữa mất ngủ như sau. Hãm nước uống. Lấy lá bồng, hoa nhài tươi, táo nhân xào đen và tăm sen xào thơm thành một thang, sắc với 2 lít nước uống nhiều lần trong ngày. Ngâm rượu. Lấy lá bồng nem phơi khô, thái nhỏ, cho 1 lít rượu vào ngâm ngập lá. Đậy nắp kín để trong 20 ngày, mỗi lần uống lấy 15ml, dùng trước khi đi ngủ là tốt nhất. 2. Hoa nhài. Hoa nhài, ngoài việc dùng để ướp trà, tạo mùi thơm, thì cả rễ và hoa của loại cây này còn được ứng dụng để chữa mất ngủ hiệu quả. Có 2 cách dùng cây hoa nhài làm thuốc như sau. Với hoa nhài, bạn hái khoảng 10 bông hoa tươi, sau đó cho thêm 2g tầm sen, sắc lấy nước uống nhiều lần trong ngày. Với rễ cây nhài, bạn có thể phơi khô, cắt nhỏ để ngâm rượu. Rượu rễ hoa nhài để khoảng 1 tháng sẽ ngả sang màu hành vàng, có mùi thơm nhẹ rất dễ uống. Dùng liên tục khoảng 1 tuần sẽ giúp ngủ ngon hơn. 3. Hạt sen. Hạt sen không chỉ được dùng dưới dạng thực phẩm mà nó còn được các chuyên gia đông y đánh giá cao trong việc an thần, thúc đẩy giấc ngủ. Tuy nhiên, thành phần chính chữa mất ngủ lại không phải hạt sen mà là tâm sen. Phần nhân màu xanh nhỏ nằm ở giữa hạt. Bạn có thể sử dụng hạt sen nấu thành những món ăn, bài thuốc hay chữa mất ngủ như chè hạt sen, hạt sen long nhãn. Nên để cả phần tâm sen bên trong, mặc dù sẽ làm món ăn có vị đắng nhẹ nhưng lại rất tốt. Nếu dùng riêng phần tâm sen thì cần xào vàng để hạ bớt dược tính, sau đó hãm nước và trà uống. Liều lượng thích hợp mỗi ngày là từ 1 đến 3 gram. Dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của cả hai giới. 4. Quả dâu tằm. Quả dâu tằm khá lành tính và nhiều tác dụng với sức khỏe, đặc biệt tốt cho người mất ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mùa hè nắng nóng được thưởng thức những cốc nước dâu ngâm mát lạnh. Một cách khác, bạn cũng có thể làm cao dâu bằng cách ép lấy nước 1 kg dâu tằm chín rồi đem đun với lửa nhỏ, thêm đường nấu thành cao mềm, mỗi ngày dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần khoảng 5g, vừa dễ ngủ lại cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Bên trên là 4 bài thuốc hay chữa bệnh mất ngủ từ những nguyên liệu rất đời, chẳng cần tốn kém hay tìm đâu xa xôi. Bạn vẫn có thể chữa bệnh hiệu quả mà rất an toàn, ngại gì mà không thử. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tiên dược giúp thọ trăm tuổi, cả đời không bị ung thư mà ít ai biết rõ. Khoai môn tốt cho sức khỏe, phòng tránh và ngăn ngừa ung thư. Trong cuốn sách sổ tay sử dụng các món ăn phòng chống ung thư, ghi chép rằng khoai môn chữa bệnh ung thư tuyến giáp, ung thư gan, ung thư hạch bạch tuyết, mỗi ngày dùng 15-30g nấu chín rồi ăn. Trường hợp bệnh nhân mắc các loại bệnh ung thư khác nhau, với các loại hạch bạch huyết, hạt di căn nên ăn khoai môn với một lượng thích hợp để kiểm soát và khống chế sự di căn của các hạch bạch huyết. Trong nghiên cứu của y học Trung Quốc cho rằng, khoai môn có thể hỗ trợ điều trị bệnh ruột kết, dạ dày, ruột rộng, táo bón, giải độc, bổ thận, làm tiêu xương và đau, làm giảm tắc nghẽn dạ dày và lá lết, thông hoạt khí, đờm và các triệu chứng khác. Do giá trị dinh dưỡng phong phú, có thể tăng cường chức năng miễn dịch, phòng ngừa và điều trị các bệnh ung thư, được sử dụng như là một thực phẩm chủ yếu. Khoai môn có vai trò lớn trong điều trị hỗ trợ trong phẫu thuật ung thư hoặc xạ trị sau phẫu thuật, hóa trị liệu và phục hồi chức năng, điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu. Một bát nhỏ khoai môn có chứa khoảng 40mg chất magie,
Đây là chất cần thiết cho sức khỏe của xương và chức năng của hệ thần kinh cũng như hệ miễn dịch. Nó cũng giúp huyết áp trong máu bình thường, đồng thời điều tiết lượng đường trong máu. Chất magie trong củ khoai môn cũng giúp bạn giảm được chứng chuột rút ở chân, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai. Một người mỗi ngày cần khoảng 310mg magie. Chữa bệnh đái tháo đường. Đối với người bị đái tháo đường, thường phải kiêng cữ rất nhiều trong ăn uống, thì khoai môn lại là một lựa chọn thích hợp. Tuy chứa nhiều tinh bột, nhưng lượng đường có trong khoai môn lại thấp, nên khi dùng ở mức vừa phải, người bị bệnh đái tháo đường không sợ bị tăng đường huyết. Ngoài ra, trong khoai môn còn có rất nhiều vitamin A, vốn rất tốt trong việc ổn định nồng độ đường trong máu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.